Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại channel của mình. Ở video ngày hôm nay thì mình hướng dẫn cho các bạn một cái để mà kiếm đồng TRX cực ngon trên ví Tronlink này nhá. Thì ví này nó là một ví mới ra, đó mình mở qua cho các bạn xem giao diện đã. Ví này là nó là một cái ví mới ra và bây giờ nó đang có một cái chương trình gọi là đủ 100 triệu ví sử dụng ấy. Thì nếu mình mà áp dụng cái cách mình đang chia sẻ đây, các bạn sẽ được nhận với cái số mà nó tặng cho mình là 300 TRX nhá. Nhưng mà trước khi mà hướng dẫn cho các bạn là để mà làm một cái điều này trên cái ví Tronlink này, các bạn cài đặt thì nó dễ thôi, nhưng mà mình xin đúng 1 phút để mình nói về video hôm trước nữa, vì mình chưa muốn mình không muốn làm nhiều video nó mệt quá, mà các mấy bạn ở video trước bạn không hiểu, mình xin 1 phút mình xong mình quay lại mình hướng dẫn tiếp cho các bạn cái ví này nhá. Rồi mình hướng dẫn lại cho các bạn ở cái video trước mà các bạn có đang xem hai cái video mình đưa lên này nhá, kiếm cái đồng TRX kia nhá. Thì bây giờ mình sẽ giải thích ở cái app cho các bạn, nhiều bạn không hiểu không làm được. Tức là các bạn vào cái mục rút tiền, tức là hai con web này đều giống nhau thì mình chỉ lấy một con mình làm ví dụ nhá, còn đâu các bạn tự nghiên cứu con kia nhá. Thường các bạn sẽ chỉ rút được 0.125 thì các bạn nhiều bạn comment bảo là một hai tháng mới đủ cái miên rút đấy, nhưng mà các bạn phải để ý này, ở cái mục rút tiền này ấy, thì mình không bao giờ mình chọn cái tài khoản cơ bản đấy nhá. Các bạn chọn mũi tên xuống, các bạn nhập vào tài khoản khuyến mãi, thì tài khoản khuyến mãi này nó không giới hạn cái min rút nhá, tức là các bạn tham gia đi mời đi tuyển được bao nhiêu người mời ấy, mà người ta đăng ký theo cái link tuyển của các bạn ấy, thì các bạn sẽ được hưởng rất nhiều ở tài khoản khuyến mãi. Các bạn chỉ việc nhập cái số tiền mình muốn rút ở đây, ví dụ mình kiểm tra mình cảm giác mình rút được 10 cái TRX, mình nhập vào đây. Và một cái thủ thuật nữa ấy, nhiều bạn mình biết sẽ có câu trả lời là không tuyển được Z, thì đây là một thủ thuật thôi, chứ còn thật ra cái này thì mình cũng không muốn nói ở đây, nhưng mà vì các bạn không chịu nghiên cứu mình mới nói thôi. Nếu không tuyển được Z ấy, thì các bạn sẽ tạo một cái tài khoản nữa, lấy luôn link của cái trang này nhá, các bạn là lấy luôn cái mã chia sẻ ở đây, mã chia sẻ ở đây nhá, các bạn vào đây nhá, các bạn copy mã chia sẻ này nhá, rồi các bạn dùng một điện thoại nữa các bạn tạo cho mình một cái tài khoản của các bạn, tức là cái app con kéo app phụ ấy. Thì cái app chính ấy, các bạn chỉ nạp 2 TRX vào để mà kích hoạt ví để rút, còn cái app phụ này các bạn nạp cho mình 10 TRX nhé. Thì khi đó đấy thì cái app chính mình nạp rất ít, nhưng mà nó lại được ăn khi rút tiền này, các bạn vào cái tài khoản khuyến mãi này đó, các bạn sẽ được ăn cái phần trăm giới thiệu rất là nhiều, nhưng mà các bạn giới thiệu càng nhiều tốt. Thì các bạn cứ nhập cái số, ví dụ như các bạn cảm thấy các bạn giới thiệu và các bạn được 20 TRX, thì các bạn đây mình quên nhập trên này chứ, 20 TRX thì các bạn nhập đây. Không bao giờ mình rút ở tài khoản kia nhá, khuyến mãi này nó cho mình mỗi lần kể hai cái tài khoản rút này, các bạn phải nhớ này, hai cái thì đều chỉ mỗi ngày 24 tiếng thì được rút một lần, nên mình chỉ rút thằng dưới thôi nhá. Đó, xong mình kích mật khẩu đây, mình ấn xác nhận của mình rút này về rất nhanh, về ví rất nhanh nhá. Rồi như đấy là mình đã giải thích cho các bạn ở cái hai video trước nhá. Thì bây giờ quay lại cái này, quay lại cái ví này, thì cái ví này các bạn cài trên điện thoại Android hoặc là iOS được, các bạn chỉ việc vào cái app store thôi, app store này thôi, trên Android vào CF Play các bạn tìm kiếm, các bạn ghi chữ Tronlink thôi. Rồi các bạn tải nó về nhá, của mình tải rồi. Thì bây giờ mình mở lên này, mở lên cái giao diện như này. Thì cái ví này nó là một cái ví của Trung Quốc nó mới ra. Thứ nhất là bây giờ là nó đang có chương trình để mà mình áp dụng, mình sẽ kiếm được TRX nhá. Khi mà nó kết thúc chương trình đó là đạt 1 triệu ví nhá, đạt 1 triệu ví thì bắt đầu nó mới kết thúc chương trình. Thì đầu tiên cái ví này các bạn đăng nhập vào, ví dụ như các bạn chưa biết là làm sao mà bung hết những cái đồng người ra, thật ra không cần bung đâu, mình không dùng hết những đồng này, nhưng mà nếu muốn bung thì trước tiên các bạn vào chỗ mà thêm này nhá. Đó thì ở đây có bao nhiêu đồng các bạn là sẽ cộng, ví dụ mình tắt này, tắt bớt này, ấn nút trừ đó, trừ này, nó tắt đó, các bạn muốn thêm các bạn chỉ việc cộng nó vào thôi nhá, mình tắt bớt đi cho nó đỡ rối ví này. Đó mình tắt bớt đi nhá, mình không dùng mình tắt đi, rồi mình thoát ra ngoài nhá. Đó mình thoát ra ngoài còn bao nhiêu đồng nhá, còn mình muốn thêm mình cộng nó vào thôi nhá, mình không thêm. Đây muốn thêm thì các bạn vào chỗ có chữ enter nhá, các bạn kích cái đây
Đó, một loạt các bạn thích cộng, cộng không thì thôi các bạn cancel ra ngoài nhá. Rồi, cái mục đích chính ấy là không phải là hướng dẫn các bạn dùng cái ví này, mục đích chính là hướng dẫn cho các bạn cách và để mà nhận được 300 cái đồng TRX này nhá. Thì đầu tiên ấy của mình thì mình làm mất rồi nên là nó sẽ không ra như mình hướng dẫn này. Các bạn vào chỗ mà có chữ 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 mai này nhá, cuối này các bạn trỏ lên. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ này nhá, đây nhá. Chữ file này nhá. Đâu, các bạn mở ra. Đợi nó chạy vài giây đã. Rồi, thì ở đây các bạn nhìn thấy cái chữ mà Ovation này, các bạn mở ra. Thì ở cái chỗ đầu tiên là cái làm claim này nhá, các bạn nhìn thấy chữ claim chưa? Bây giờ mình tích chưa chắc đã hiện đâu, mà nếu nó có hiện mà mình làm dính mắc lỗi thì nó cũng khóa luôn, nó không cho mình hưởng ưu đãi. Đây, các bạn kích cái này claim ra nhá. Đó, nó không cho mình mở nữa, mình đã làm một lần rồi nhá. Tức là các bạn mở ra đấy thì nó sẽ hiện một cái bảng y như các bạn đang xem đây. Thì các bạn sẽ nhập cái mã giới thiệu của người khác hoặc là các bạn tự tạo cho mình hai ví rồi các bạn tự giới thiệu nhau nhá. Đây chính là cái mã các bạn đang nhìn, là cái mã để các bạn làm cái claim rồi đấy. Tức là hiện tại kể cả các bạn đang nhìn thấy cái mã của mình, các bạn cũng nhập cái mã này của mình vào bằng cách các bạn mở cái claim ra, các bạn nhập vào. Rồi dưới này có một dòng chữ ấy, các bạn nhập xong các bạn kích vào dòng chữ đấy là nó sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ. Như còn một bước nữa nhá, chưa xong đâu nhá. Còn khi mà mình đã làm rồi thì mình không thể là vào đây một lần nữa nhá. Đó, các bạn nghe kỹ đấy, không nhiều bạn cứ tua video không chả hiểu cái gì là không làm được nhá. Đó, thì các bạn có thể tạo hai ví, nếu các bạn không mời được ai thì các bạn tạo hai cái ví này rồi các bạn tự lấy cái mã này các bạn làm claim cho nhau nhá. Tức là mỗi ví chỉ làm một lần duy nhất thôi nhá. Đó, thì có thể các bạn lấy luôn cái mã của mình, các bạn vào đây claim của các bạn nhập luôn mã vào rồi các bạn dưới này có một chữ, bạn kích cái đấy là xong và chỉ một lần. Bây giờ mình muốn mở nó không mở được nữa nhá. Rồi, nhưng mà chưa xong đâu, các bạn sẽ phải làm một bước nữa. Bây giờ về giao diện chính của ví này, một cái bước nữa là các bạn phải đóng băng một cái đồng TRX này. Hiện tại mình có 1,8 TRX thì mình mới nạp ở đây thôi, nhưng thật chất là hiện đây thôi mình đã đóng băng mất 1 TRX rồi, còn nó 0,8 nhá. Thì bằng cách đóng băng nào, đóng băng để mà được hưởng cái chương trình mà mình đang hướng dẫn cho các bạn nhá. Thì các bạn sẽ vào đây nhá, cái chữ file nhá. Đó, ở đây thì mình sẽ để nguyên mặc định, không động chạm gì đến mặc định nó nhá. Và các bạn sẽ nhập cái một cái TRX đây, một đồng thôi nhá, của mình đây. Mình nhập, các bạn nhìn này, các bạn bên ngoài các bạn nhìn mình là 1.8 vào đây, còn mỗi 0.8 mình đã đóng băng mất một cái đây. Cái thời gian mình đóng băng này nó xong rồi, các bạn nhập này, nhập một TRX là số 1 rồi nhá. Xong rồi các bạn ấn chữ file nhá, ấn vào đây cái là bây giờ màu của mình là nó thành màu trắng, còn các bạn mà chưa đóng băng ấy, thì màu màu xanh y này nhá. Mình phải xem kỹ video, nhiều bạn xem không xem kỹ, các bạn làm toàn sai rồi các bạn kêu không làm được. Rất nhiều bạn là không nghiên cứu kỹ, mình mà chưa biết gì ấy, mình nói thật với các bạn, mình bỏ ra hàng tiếng để mình nghiên cứu chán mình mới làm ấy. Thì các bạn nhớ là đó, chỉ ghi một TRX ở đây thôi, rồi các bạn kích chỗ này đóng băng. Khi mà đóng băng xong thì màu trắng như này, các bạn không được tháo băng ra thôi nhá, để nguyên này nhá. Bao giờ hết chương trình khuyến mại thì tự nó sẽ thưởng cái đồng kia vào cái TRX mình đây. Mình quay lại cái đồng cho các bạn xem đây, các bạn có thể dùng cái gì các bạn dịch nhé, vào chữ mai này nhé, các bạn kéo lên này, vào đây nhá, vào đấy, vào đây nhá, kéo lên nhá, cho chạy hết đã. Mình kích ở đây nhá, các bạn kích ở đây nhá, các bạn kéo lên này. Đây chính là cái chương trình mà nó đang mình đang nói các bạn đây này. Các bạn nhìn thấy 300 cái PO này không? Chính là 300 này ấy, sau này được chương trình áp dụng đủ 1 triệu ví là chính là 300 này nó sẽ quy cho các bạn vào ví của các bạn luôn thành 300 TRX nhá. Thì các bạn có thể dùng cái máy điện thoại khác các bạn dịch luôn đây được, dùng cái Google dịch các bạn dịch luôn các bạn hiểu nhá. Thì đây là một cái sự kiện của cái ví này, nó mới ra mắt nên là nó sẽ tạo sự kiện này. Nhưng thật chất không phải là ai cũng biết cái sự kiện này đâu. Nên là các bạn mà đang xem được video mình ấy, thì các bạn là làm y như mình hướng dẫn nhé. Nó không mất mát một đồng nào các bạn, hoàn toàn miễn phí. Và các bạn có cơ hội nhận 300 TRX nhé. À đây, nhiều bạn còn chưa biết này, mình cho các bạn xem luôn này.
nhiều bạn không biết cách tạo ví này. Hiện tại trên điện thoại mình đã tạo rồi, bây giờ mình không tạo được cho các bạn thì mình hướng dẫn luôn. Các bạn khi các bạn download về đấy, các bạn download về nhá, thì cũng mình cũng chỉ vài cái thao tác lách 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 rồi mình cho các bạn xem cái ảnh ở đây đâu ấy nhỉ. Nhiều bạn chưa biết cái mã ví như nào. Đây, đây chính là những cái 1, 2, 3, 4 này, 12 cái dãy số lại là khi mình tạo ví ấy là mình phải dùng 12 số này nhá, mình phải che lại không các bạn biết, các bạn mở mất ví mình ra nhá. 12 cái này đấy, để mà các bạn phải giữ lại sau này đăng nhập vào ví đấy nhá. Chính là khi mình tạo là nó bảo mình phải new 12 dãy số này nhá. À mới nhân tiện đây thì mình cũng thứ nhất là lời khuyên, thứ hai là cảnh báo luôn. Hôm qua mình có mua, nên các bạn nào mà xác định mua TRX ấy, thì các bạn vào hẳn sàn các bạn mua, đừng mua qua mấy người vớ vẩn nữa đây. Mình mua luôn với ông tên là Nguyễn Văn Hòa, rất lịch sự, số điện thoại 0921173961. Ông ấy lịch sự, ông vào ông mời chào mình mua TRX. Ông ấy bảo ông bán, thế là mình nạp cho ông ấy 240.000. Ông bảo người văn hóa, ý là không, rất lịch sự ấy, người văn hóa đấy. Thế mình nạp cho ông đấy, mình tin tưởng vào Momo, lấy số điện thoại nạp cho ông đây. Giao dịch thành công đây. Đây, cả tin nhắn xong rồi, chuyển khoản chưa đây, mình bảo chuyển rồi, ném mã ví. Xong người bắt đầu nhận được cái là ông ấy gỡ Messenger, ông ấy thoát Facebook, số điện thoại thuê bao. Đúng là mình bị mắc lừa bởi tin người quá nên là mất 240k. Thật ra đối với mình thì nó không là vấn đề gì, nhưng mình chỉ bực là cái mỗi 240k và đánh đổi cả một nhân phẩm của một con người. Đây các bạn, nếu mà các bạn nhìn thấy cái số điện thoại này, các bạn chừa mặt nó ra luôn nhá. Nguyễn Văn Hòa 0921173961 nhá. Ông nào mà gặp ông này mà ông ấy chào bời mua cái gì thì tốt nhất là cạnh mặt ra nhá. Rồi thì cái video này đấy, mục đích mình chỉ hướng dẫn cho các bạn là để mà có cơ hội nhận cái sự kiện này nhá. Nên là bạn nào mà chưa cái ví này thì các bạn, đây các bạn nhìn kỹ này, ví này nhá, các bạn nhập đúng tên là John Link này nhá. Đó thì các bạn làm như mình là nhận được 300 TRX nhá. Mới ngoài ra như lúc đầu mình hướng dẫn lại cái kèo mà mình đã post lên đây đấy. Đấy, ngoài ra mình muốn cho các bạn rõ về hai kèo này nhá. Rồi thì cái video này mình cũng sẽ kết thúc ở đây. Nếu bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì các bạn có thể đăng ký kênh mình để mà cập nhật các video mới nhất từ mình nhé. Mình sẽ kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn.